chương trình nó rất là có quy mô đầu tư. Còn trẻ thì mình nên trải nghiệm, dù là tốt hay là xấu thì mình luôn có được những cái bài học cho mình. Rất là tốt và rất là ý nghĩa để rộng rãi mọi người đều biết đến hơn. Tại vì chương trình này cũng có nhiều cái điểm rất là hay. Các cuốn sách nói về giống như những đầu sách giống như Đất Nhân Tâm hoặc là phát triển về tiềm thức của các bạn để các bạn có những cái động lực phát triển tích cực để mà phát triển cho đất nước, làm giàu cho đất nước. Ý nghĩa của hành trình này là em cảm thấy là thật là tuyệt vời. Nếu mà có những cái tập đoàn như thế này để mà lan truyền kiến thức và cho cộng đồng, bỏ ra một số tiền lớn như vậy và biết bao nhiêu công sức bỏ vào như vậy, thì em cảm thấy là tại sao tuyệt vời như vậy. Có nghĩa là không thể tưởng tượng ra là tại sao tuyệt vời. Có nghĩa là làm cho em cảm thấy là cảm động luôn, cảm động vì cái hành động của tập đoàn. Nếu mà các bạn muốn biết về thế giới bên ngoài hoặc các bạn muốn phát triển bản thân thì hãy đọc sách đi, hãy đọc sách và tạo thói quen đọc sách mỗi ngày.